Vâng, em xin chào quý vị đang theo dõi kênh em nhé. Và em xin gửi lời chào đến anh Mạnh. Anh ở huyện Gia Lâm đã đặt cái cặp loa vệ tinh Onkyo có mã là UVK3 7ST bên em nhé. Đây, đây là cái sản phẩm qua bên em đã quay và anh đã đặt hàng nhé. Đấy, mã là 1711. Đấy. Thì sau đây sẽ tiến hành test cho anh nhé. Đấy, 1711. Em sẽ test từng chiếc một nhá. Đấy, test từng chiếc một này. Đấy. Đây, giờ em đã đấu lỗi sẵn rồi. Lời hứa năm xưa tôi ấp ủ trong lòng. Em bây giờ vui khoát nao vui. Lên xe hoa cùng người. Bỏ lại sau lưng bao tháng ngày em. Ok nha, đấy là một chiếc nha, em sẽ test lốt sang chiếc còn lại này. Dạ vâng nhá. Vừa rồi thì em đã test xong cho anh hai cái chiếc loa vệ tinh có mã là UVKA 7ST. Đấy, số series là 71711. Dạ vâng, sau đây em sẽ tiến hành đóng hàng và gửi hàng cho anh để nhận hàng sớm nhất nhá. Dạ vâng. Em cảm ơn anh đã tin tưởng và đặt cái sản phẩm này bên em. Chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và có những cái phút giây thư giãn bên cái sản phẩm bên em nhá. Dạ vâng, em xin chào quý vị và chào anh nhá.